Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị quay về khung cảnh của miền quê miền Nam đầu thập niên năm 1950 để xem lại đời sống qua mắt của một thiếu niên về học vấn, về ý niệm đầu tiên, về cách gieo mầm luân lý, giáo lý trong những trường tiểu học và đặc biệt là cuộc tiếp xúc của thiếu niên đó với linh hồn của miền Nam. Qua phần 2 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hiểu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thủy thực hiện sau đây. Cha có bao giờ nhìn cái đường học vấn khi mà còn nhỏ như vậy, có bao giờ nhìn cái đường học vấn như là con đường nó giải đáp, có cái giải đáp của mình nó sẽ nằm ở đó, là mình sẽ dùng học vấn để mình làm gì không? Không anh ạ, thật sự không có gì, anh biết thời chiến tranh mà. Vâng. Bây giờ mình ngồi mình nói nghe nó hơi buồn cười. Thật sự đời chiến tranh, lớp học không ra lớp học, trường không ra trường. Nơi nào có các gì phước dạy đó thì ông cha sẽ coi mở trường đọc, học rồi dạy vô, đọc theo kiểu nhà quê đó mà. A, B, C, D, đọc chữ A đồ nhỏ, A nó ngửa, Ơ nó úp, B hai bụng, C quay rương, đọc ra đọc á. Rồi lớn lên cũng học sách phần, học giáo lý đó, vâng. Sách phần. Rồi thì đa số, đại, tuyệt đại đa số dân chúng lúc đó đó, ta học hết tiểu học rồi đó, là bỏ học, đi về ở nhà làm ruộng, giúp gia đình. Thì tôi nghĩ tôi vậy thôi, nhưng mà may mắn, hết sức là may mắn. Và chính may mắn này sau này tôi là tiếp tục linh mục, rồi tôi là tiếp tục đường đó là mở trường. Ông cha sở đó, ông là mở cái trường trung học đầu tiên tại làng. À, đây là một điều không ai nghĩ tới được. May mắn cho tôi đó, là khi tôi vừa thi học xong đó, thì ông cha sở lại mở cái trường trung học, Little Trường Minh Đức, ở nhà quê thôi. Vâng. Nhờ cái trường đó, bởi trong sách tôi viết đó, cha Trình khi ngài mở cửa trường trung học đó, là ngài mở cánh cửa cho tương lai đời thôi. Nói rõ vậy đó. Nhờ cái trường đó mà tôi được học. Rồi lên, rồi sau này cái trường đó chết thì tôi lên tỉnh học tiếp theo lại khác vậy đó. Hồi nãy cha có nói chuyện giáo lý, khi mà cha bắt đầu học giáo lý, nó có tác động gì lúc đầu tiên không? Hay là giờ mình cũng chỉ học như bài học thuộc lòng vậy thôi? Chưa suy nghĩ gì đâu. Cuốn sách phần gọi là, tôi nói là cho mấy người lớp xưa thì hiểu chứ mấy người lớp mới thì không hiểu đâu. Vâng. Hồi xưa sách giáo lý công giáo đó, nó viết trong cuốn sách, nó kêu một sách phần với nhiều phần. Câu hỏi câu thưa thì thường nhiều đó là chữ nho, thành ra chữ nho đọc mà có khi đọc như con vẹt vậy. Đọc mà không hiểu. Vâng. Thí dụ tôi nói cho nó vui, thí dụ cái câu này nè, nó dài lắm mà tôi học chừng 2 tháng mới thuộc, mà nó thuộc rồi á 75 năm sau tôi thuộc không. Thí dụ hỏi dĩ đoan là gì, dĩ đoan là gì, máy tính á, thì đọc một tràng hụt hơi, thưa là những sự đông thế qua lại ông bà cha mẹ trên bói khoan nhâm động cây phù thủy pháp môn, xem tướng mạo chọn ngày giờ cái yên chế miếu lên đồng xuống đồng thờ tiên sư, thổ công thổ chu đặt bài vị lên nêu buộc trang cầu để lý đông giang tiền vàng bạc tiên cho mau quyết gặp đàn ông đàn bà bạn lối tốt xấu cũng là tiên kêu gái trục túc dậy xe đằng tiên đúng mà như vậy thấy đọc như con vẹt thôi. Vâng. Hồi nhỏ mình chưa hiểu lớn lên thì hiểu, nhưng mà mình chỉ nho đó, thí dụ cho biết đó là lối ông từ chương. 70 mấy năm sau còn nhớ, còn thuộc lòng. Như vậy thì giá trị của nó cũng hay lắm. Hay chứ, tại vì cái chuyện là từ chương nhiều người chỉ trích chứ còn thật ra. Khắc vô trong lòng anh á, một câu mà hồi đó anh chưa có hiểu. Vâng. Nhưng lớn lên anh hiểu, mà hiểu rất rõ. Cho nên tôi rất phục những vị mà sổ sách giáo khoa lúc đó. Tức là cái coi như là cái kỷ niệm của cha về đi học là những cái dấu ấn rất là đẹp mà về sau là tự đó nó vỡ. Rồi may mắn là tôi đã đọc một cuốn sách mà tôi nhớ mãi, bây giờ tôi đang tìm, mà tìm chưa có ra. Tôi nhờ anh bạn tôi đến Cali ráng cố gắng nghiệp trong cuốn sách cũ của tôi. Cuốn sách gọi là Tập đọc vui, tôi không nhớ của tác giả nào. Có thể nói là, người ta nói rằng tôi chỉ sợ người một sách. Tôi không nói, người ta nói gì tôi chỉ sợ người một sách, tôi một người đọc một cuốn sách. Thì đó là cuốn sách tôi đọc. Nó có những bài ngắn có hình vẽ. Rồi một bài ngắn, một câu chuyện gì luân lý hay là giáo dục rất là tốt. Rồi sau đó có giải thích những chữ khó trong đó. Rồi thì có một câu cây dao nằm dưới đó để thành một cái bài. Và cái bài đó tôi thuộc tới giờ này luôn anh. Mà
Mà những cái những người thầy người cô dạy dạy cha trong những cái năm đó, đó có để lại hình ảnh gì cha, có nhớ người nào đặc biệt hay là người nào mà ảnh hưởng cho mình mãi về sau mình biết, giống như là cái câu hồi nãy cha vừa mới nói là học cho nó thuộc theo kiểu từ trường đó, thì có người Vâng, nói về cái người mà để ảnh hưởng về tôi mãi về sau này không có mấy, chỉ có một cái người ông thầy mà ông ở gà lần đầu tiên tôi học được trường trung học đó, học với ông thầy giáo người đàn ông, còn từ nhỏ đến lớn đến đó là học các bà sơ bà dạ. Phước thôi. Mà thì ông thầy đó là ông thầy để cho tôi ấn tượng mạnh nhất trong đời là ông thầy, ông xuống đông dạy rồi tôi nhận ông là bỏ ra đầu, tức là trong đạo đó người chịu phép mình sức thì có người bố ra đầu mình đó, tôi nhận ông là bố ra đầu, tên thầy là thầy Bùi Sinh Quý. Chính thầy đó đó đã cho tôi cơ hội độc nhất vô nhị trong đời là cho tôi đi Sài Gòn lần đầu tiên năm tôi 14 tuổi. Và trong đời tôi nó chưa có biến cố nào vĩ đại hơn nữa. Tôi nói thật, nếu bây giờ mà chính phủ Mỹ mà kêu cha lễ ơi về cha lên thi thiền, cha lên cung trăng, cha lên vệ tinh thứ này, tôi thấy nó thường thôi, không bằng cái chuyến tôi đi Sài Gòn năm 14 tuổi. Anh ơi nó lạ lắm, anh ơi nó lạ vô cùng vô tận ở đây. Tên tôi gọi là chuyến đi. Sau này á, tôi kết thúc cái câu chuyện bên trong cuốn sách tôi, nói rằng nếu lần đó mà tôi đi mà tôi không lấy lộn cái quần của anh tôi mừng quá, lấy lộn cái quần của anh tôi, anh tôi mặc tới đây mà tôi và thôi bị cái đôi sáng đan hành hạ, nhỏ lớn chưa có dài, nhỏ lớn 14 tuổi chưa có đôi dài nào hết á, đi guốc không à, đi guốc ở nhà tối ngủ rồi rửa chân á, mà đi Sài Gòn phải đi dài cho nên mua đôi dài sáng đan đi. Chúa ơi, tôi đó đôi dài lên rồi nó lỡ lói cái chân, nó chảy máu cho em bú tùm lum lùm ba đây, mang dài đầu tiên mà đem lên Sài Gòn thì con chuột nó cắn đứt hết trơn quai, thằng mang lần mất đi. Nếu mà không có vụ mà lấy lộn cái quần của anh tôi là một, không có cái vụ mang đôi dài nã đó, thì tôi nói rằng lên thiên đàng chắc cũng đến thế là cùng. Nói hài hước, hài hước. Nhưng mà lý do tại sao lại ông thầy lại đưa cha đi Sài Gòn? Ồ, bởi vì thầy thương tôi lắm. Thì có lần thầy đang dọn đồ, tôi nói thầy ơi, thầy ơi con không biết bao giờ con đi Sài Gòn lần cho biết, không dám xin. Vì thầy từ Sài Gòn xuống dạy năm đó là năm Quốc Khánh, năm 6 tháng 10, dịp này nè. Thì tự nhiên thầy nói thôi lễ về xin phép cha má đi, nếu cha má cho thì đi, đâu dám tin lỗ tai mình đâu. Đưa lại đứng lại khoanh tay cho thầy, thầy cho con đi thiệt hả thầy? Ừ, con về xin phép cha má trước đi. Chúa ơi, tôi phóng xe tôi chạy về nhà xin phép. Sau khi được phép cha má tôi rồi, nó mừng không có gì tưởng tượng được. Tôi chạy đi khoe hết trơn cả làng, khoe hết trơn cả làng là ngày mai thằng Lễ đi Sài Gòn, tin động trời. Rồi đó, đi qua cắt tóc. Hồi xưa ở nhà tôi đi chăn trâu, thành ra mình mấy tôi dơ lắm, với lại đặt các bắp đầy mặt, tóc tai bùm sùm á, đi cắt tóc. Rồi anh tôi lại chở tôi đi xuống chợ Mai Phúc cách đó 2 cây số mua đôi giày sáng đan, sáng đan về tất cả thứ rồi sắp đặt lấy cái bộ đồ ăn nói nhét vô. Mà rồi tôi lấy lộn cái quần anh năm tôi nói đó, anh năm tôi tao cấp đôi tôi rằng chú ơi, tới chừng gần tối anh tôi chở tôi vô chợ thì thầy đang chuẩn bị sắp ba ly. Tôi nói, thưa thầy, cha má con cho con đi rồi, con xuống nè. Ông nội mẹ ơi, thầy quay nói thế đi thiệt à? Chú ơi, tôi xỉu này, xỉu té, xỉu qua mắt, xỉu luôn. Chú ơi, nhưng mà thầy cũng cho tôi chết. Thứ nhất là xấu hổ, tôi khoe cả cái làng này, khoe hết trơn hết trọi. Thứ gì nữa đó, cái cơ hội này mà như thế mình đang lên thiên đàng một đứt dây cung cái rớt xuống địa ngục. Cái này tôi đứng tôi dựa vô cửa kệ sách, thầy suy nghĩ một lát, tôi nói trong sách tôi viết một phút lúc đó dài bằng 50 thế kỷ. Cuối cùng thầy gật đầu, ừ thôi được, mà lấy ăn cơm chưa, nó con rồi mà thầy, nằm ghế bố nó ngủ. Đó là câu chuyện tôi thí dụ cho biết là, nhưng mà cái dịp đó đó là cái dịp thầy mở mắt cho tôi nhìn thấy ra được một cái khung cảnh thế giới bên ngoài. Mà tới năm 14 tuổi cô tôi cũng bị đóng khung vào trong cái làng đó. Đây là một cái biến cố vĩ đại của đời tôi đó. Đi đó
tôi mới nhìn thấy Sài Gòn, thấy tất cả sự sinh hoạt Sài Gòn, thấy tất cả những gì. Ví dụ bằng thiên hết á, thì lên đó thấy chiếc xe taxi, rồi đi qua thấy nhà tỉnh bà Sài Gòn, đi qua đường Học Tự thấy sở thú Sài Gòn, thấy cầu Thị Nghè, vân vân, những cái đó là thấy dòng chú thế, là những cái đó nó mở mắt cho mình rất là nhiều. Cho nên đó là một biên cố vĩ đại. Cho nên tôi thực sự nó cũng may là mình được cơ hội thôi, cơ hội đưa đẩy. Và từ đó có lẽ sau này anh biết là tôi là cái người đã phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, chính tôi phát động. Bởi cái tên Sài Gòn đó đối với tôi nó quá thân thương đi thôi. Sài Gòn cũng đời của tôi rồi, nó là cái linh hồn của tôi rồi. Và tôi nghĩ Sài Gòn là linh hồn của miền Nam đó. Rồi bây giờ sau khi Cộng sản thắng được miền Nam, nó làm một chuyện phải nói là vô cùng phản dân tộc và phản văn hóa, là đặt cái tên Hồ Chí Minh lên trên thành phố Sài Gòn. Cái điều này không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được.